Từ nhiều tháng nay, người dân khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã phải chịu đựng tình trạng sống chung với ô nhiễm như thế này. Bụi, tiếng ồn và ổ gà rải rác khắp đường. Các phương tiện tham gia giao thông không lúc nào ngưng nghỉ, chủ yếu là xe tải và xe container chở hàng hóa. Cái lượng xe quá lớn đi. Thì hai nữa là các loại xe cũng quá dài, thành là cũng chưa một kẹt. Thứ nhất, thứ hai nữa là điều kiện là khó bụi, đây là cái công trình này bây giờ người ta làm là cũng để ô nhiễm nhiều quá, khó bụi nhiều quá, đường xá thì có hư hỏng nhiều nữa. Cháu tôi mới đẻ là có 2-3 ngày à, mà hư bụi vậy riết à, mấy tháng trời rồi đâu chịu đựng nổi. Con cháu còn nhỏ xíu à, đưa đi về quê nội nó ở hết trơn rồi. Công trình cầu vượt hầm chui tại nút giao thông Mỹ Thủy, phường Cát Lái, quận 2 nhằm xóa kẹt xe và ùn tắc giao thông cho tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái, khai thông dòng xe đi về giữa cảng Cát Lái với các tuyến đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ. Thế nhưng lượng xe lưu thông quá lớn cùng với công trình xây dựng đã khiến cho các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Vành Đai 2 xuống cấp nghiêm trọng, ngập trong ổ voi, ổ gà. Không ít tai nạn đáng tiếc xảy ra, người dân đã phản ánh lên cán bộ phường thế nhưng không được giải quyết. Tai nạn ở đây thì nhiều, xe Honda thì nói chung chấp độ thì không phải tai nạn lớn nhưng mà cái gấp ngã liên tục. Thì ổ gà đây là cũng quá nhiều luôn. Có đề nghị tổ trưởng mà dân đề nghị nhiều lắm. Nhưng mà là sao cũng không thấy ai nữa. Có bữa trước là có mấy lần bị môi trường cũng có xuống mấy lần. Rồi là còn có mấy ông đồ đọt ở đây nữa. Nhưng mà rốt cuộc không thấy trả lời gì hết đó. Trẻ em, người già không dám ở lại ngôi nhà của chính mình vì quá bụi. Nguy hiểm luôn rình rập người dân khi tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi và tiếng ồn, đảm bảo cuộc sống cho người dân.